Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang đến với chuyên đề sức khỏe gia đình trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Thưa quý vị, khi cơ thể chúng ta có dấu hiệu bất ổn thì chúng ta mới tìm đến bác sĩ. Và răng cũng như vậy, khi răng đau nhất, chịu không nổi nữa thì chúng ta mới đến với nhà sĩ. Nhưng răng như thế nào thì sẽ bị loại bỏ và răng nào thì có thể gia cố. Ở tủy răng đóng vai trò quan trọng như thế nào? Trong chuyên đề kỳ này, Chúng tôi kính mời quý vị hãy cùng tìm hiểu những bệnh lý về tủy răng và việc chăm sóc tủy răng. Với chủ đề này, trân trọng kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp lại bác sĩ Maria Magdalena Nguyễn Kim Thị Tuyết Nhung, chuyên khoa răng hàm mặt. Dạ. dạ, xin chào bác sĩ. Chào Duy Thủy, chào quý khán thính giả đang nghe kênh truyền thông sức khỏe gia đình của Tổng giáo phận Sài Gòn. Dạ, thưa bác sĩ, một câu hỏi cơ bản thôi, đó là xin bác sĩ giải đáp chức tủy răng là gì ạ? Ờ... À. À, như vậy các bạn cái răng mình nó nó có được cấu tạo bởi bởi ba lớp một cái răng nó có ba lớp ha ở ngoài là ngoài cùng là lớp men răng lớp men răng là là một lớp rất là cứng chắc để thực hiện chức năng ăn nhai và bảo vệ những cái lớp bên trong sau dưới lớp men là mình có lớp ngà là nó nó là những tổ chức ống ống nó có những cái chất dịch trong này và để nó dẫn truyền cảm giác và cái lớp trong cùng là cái lớp tủy răng Tủy răng là nó gồm một bó mau mạch, gồm mạch máu và thần kinh và nó để nó dẫn nó nuôi dưỡng răng và nó dẫn truyền cảm giác cho răng các bạn ha thì ở dưới đây nè trước khi nó vào trong mỗi cái ống tủy thì có những cái cái đường mạch máu có những cái bó mạch máu nó đi ở đây và nó chia nó đi vào từng từng nhánh nó đi vào từng cái răng để nó nuôi dưỡng cái răng dạ yeah. dạ yeah. yeah, như vậy thì tủy răng đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với răng và theo như cái mô hình mà bác sĩ vừa chia sẻ thì tủy răng có phải là cốt lõi của răng hay không ạ? Thì các bạn cũng biết ha, tủy răng là một cái bó mạch máu và thần kinh. Nó có chức năng là nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng cho cái cái răng đó. Yeah. Ví dụ cái răng mới thành hình nó chỉ có cái mầm răng thôi, nó phải có cái này nè, nó có cái tủy răng nó nuôi dưỡng và sau từ cái lúc cái cái mầm răng thành hình nó lộ ra trong miệng thì sau 3 năm còn cái sự nuôi dưỡng này thì cái chân răng nó mới thành hình nó yeah. thành hình và nó lớn lên dần ở trong miệng yeah. nó, nó, nó mọc ra dần ở trong miệng còn tủy răng này nè thì mình mới có cảm giác của cái răng này nóng lạnh cắn đau hay là gì đó thì là do cái tủy răng này nó quyết định yeah. ha. các bạn ví dụ cắn cái gì nó thốn bằng cái tủy răng à, hoặc là ăn chua buốt hoặc ăn uống nước uống nước nóng lạnh buốt hay e răng là tủy răng là cái dấu hiệu nó báo Dạ. dạ, đó, ờ, cái tủy răng theo những cái mô hình thì em thấy là nó nằm ở trong, ở trong. Giữa. Ừ. vậy thì cái bệnh lý về tủy răng có thường dễ gặp hay không ạ? và thường là do nguyên nhân nào thưa ừ. bác sĩ? thì các bạn thấy tủy răng nó nằm ở trong cùng, nó đã rất được bảo vệ bởi cái lớp men và lớp ngà như vậy vì sao mà tủy răng nó nó có bệnh lý? thì các ừ. bạn đó cái bức tường thành men răng này mà bị ừ. phá vỡ thì vi bức tường thành mà bị phá vỡ rồi cái lớp này mà bị hư hỏi nữa thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập và tủy răng như yeah. vậy tại vì sao cái lớp men răng này nó bị phá vỡ đồ ăn thức uống mảng bám thức ăn nó bám lên đây cái vệ vi khuẩn nó sản phẩm của nó là nó phân, nó, phân hủy nó phân hủy cái đất ăn nó sinh ra axit mà chính cái axit đó nó làm mòn nó làm hư nó làm hỏng cái men răng này và nó tạo thành những cái lỗ yeah. mà khi lớp lớp thành cứng chắc này nó bị nó bị hỏng cái lỗ rồi mà vi khuẩn nó xâm nhập vô lớp ngà này nè lớp ngà này nó là tổ chức cấu trúc ống cho nên nó rất là mềm cho nên vi khuẩn nó rất là lúc đó là mình có cảm giác ê buốt khi ăn nóng lạnh rồi đó nó dẫn truyền cảm giác mà cho nên cái lớp lớp ngà này rất là dễ bị tổn thương khi mà vi khuẩn đã xâm nhập vào đây có nghĩa là sâu răng nó vào đây rồi đồ ăn nó động trong đây thì nếu mà mình không có chữa kịp thời thì nó tiếp tục nó tấn công và nó đụng vào tủy thì mà khi mà tủy là một bó mạch máu và thần kinh mà cho nên đau đụng qua tủy thì cái mình rất là đau nhất đau nhất rất buốt và đa phần người ta lâu nay mà lười biếng không đến khám răng thì đa vô tủy răng là gần như là mọi người phải đi gặp bác sĩ tại vì rất là nhức nó liên quan đến thần kinh ha nó là bó mạch thần kinh nó bị ảnh hưởng vào đây là rất là nhức và nó nhất nó nằm ở khu vực đầu nữa cho nên nó cực cơn đau buốt và người ta rất là khó chịu rất là đôi khi chịu không nổi nhiều người ví đau răng hơn hơn đau đẻ hay hơn đau cái gì đó là do cái tủy răng này ha yeah. yeah mặc dù là được bảo vệ như vậy mà cũng ừ. dễ bị quá hả bác sĩ dễ bị tại vì cái mình không vệ sinh cái mớp men răng này nó hỏng đi là nó sẽ bị ảnh hưởng yeah. khi nào thì phải lấy tủy răng ạ à? và cái việc lấy tủy răng như vậy đó có ảnh hưởng gì rồi răng nó còn sống hay không ừ. um, các bạn thấy là khi mà tổn thương sâu răng nó ảnh hưởng nó gây nó ảnh hưởng đến tủy có nghĩa tủy bị nhiễm nhiễm vi khuẩn rồi đó thì lúc đó nó rất là đau nhức lúc đó buộc mình phải lấy tủy phải chữa tủy chữa tủy là như thế nào lúc đó cái bó mạch trong cái ống chân răng này nó nhiễm khuẩn rồi đó thì nó có nhiều mức độ nó mới nhiễm thì nó gây cơn rất là đau nhất yeah. hoặc là sau đó nó, nó nó nhiễm trùng rồi mình không chữa bắt đầu nó suy nó 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 thối nó chết này ha nó yeah. chết nó bắt đầu nó thối rửa ra đây nó thối nó phân hủy nó là một tổ chức mạch máu và thần kinh là nó là protein mà nó phân hủy cho nên nó thối ra vậy đó yeah. đó nếu mà mình không chữa nữa thì cái độc tố vi khuẩn bắt đầu nó có thể nó lan ra ngoài xương yeah. nó, nó, nó nó bắt đầu nó lan ra ngoài xương nè lúc đó nó làm nó làm viêm lên cái hệ thống dây chằng lúc đó mình cắn xuống một cái là cái răng này nói chung nó đồ rội lên nó rất là đau hoặc là mình để nữa thì bắt đầu vi khuẩn nó phá ra xương và nó tạo những cái lỗ giò những cái lỗ áp xe trong miệng đó. hoặc yeah. là nó sưng mặt lên yeah. đó như vậy thì những cái đó đó là những cái mức độ của nhiễm trùng tủy đó đầu tiên là viêm tủy sau đó mình không chữa thì nó làm tủy thối yeah. tủy thối và mình không chữa nữa nó bắt đầu nó phân hủy ra đây và nó làm cái áp xe Yeah. áp xa tủy và nó viêm tủy cấp và đôi khi nó làm rồi cái răng lên cái răng lung đây rất là đau nhất yeah. tại vì nó viêm nó lan theo hệ thống dây chằng nè yeah. nó làm cái này viêm mà nó giống như nó đổi cái răng lên vậy đó cho nên những cái lúc như vậy mình phải lấy tủy lấy tủy là như thế nào là lúc đó mình sẽ lấy hết lấy hết những cái xác tủy nằm trong ống này ra luôn lấy sạch ra luôn Giũa sạch hết vi khuẩn giũa hết những cái xác này ra luôn những cái tổ chức nó bám trên cái thành ống chân ống tủy này nè yeah. bám lên phải lấy thật sạch ra hết và khử khuẩn thật hết rồi mình mới lúc đó giả sử cái ổ nhiễm trùng nó lan ra đây mình mình phải diệt hết đây và nhìn mình phải phải diệt cả cái vi khuẩn ở dưới đây nữa nè. Rồi sau đó mình mới trám kín cái ống tủy này lại bằng cái vật liệu riêng của của nó ha, trám yeah. kín nó lại lúc đó mình mới phục hồi lại cái răng bên dưới. Yeah. Là lúc đó là mình sẽ giữ lại được cái răng này. Yeah. Như vậy mà nhiều người cứ không muốn điều trị tủy, nói là răng lấy tủy là bỏ rồi. Vậy là không... ra không phải là như vậy khi mà răng lấy tủy là nó nó ngưng quá trình trao đổi chất thôi, có nghĩa là nó mất cái cảm giác của nóng lạnh e buốt. Yeah. đó nhưng mà nó vẫn được cắm trong xương. Nếu xung quanh chân răng nó là những tổ chức lành mạnh và được cứng chắc như vậy, nó vẫn thực hiện chức năng ăn nhai bình thường. Yeah. Đôi khi lấy tủy là một một phương pháp điều trị bệnh. Ví dụ như răng bị nha chu là cái hệ thống dây chằng bên đây nè, nó nó bị ảnh hưởng rồi cái 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 chân răng này nó lộ ra ngoài môi trường ngoài nó rất là buốt khi nóng lạnh đôi khi mình phải lấy tủy này nè để mình cắt cái cảm giác ê buốt của bệnh nhân dạ. thì mình mình mới giữ lại được cái răng đó rồi nếu mà răng trong quá trình trao nó nó ngưng quá trình trao đổi chất rồi thì lúc đó cái hệ thống dây chằng này theo thời gian nó sẽ cứng khớp lại nó sẽ hóa hóa cốt với xương là răng sẽ cứng lại cho nên lấy tủy đừng có ác cảm với nó khi mình có bệnh lấy tủy thì mình phải lấy tủy để là phương pháp một phương pháp điều trị bệnh để giữ lại răng thực hiện chức năng ăn nhai đôi khi lấy tủy là một cái phương pháp để điều trị bảo tồn răng yeah. chứ không phải là lấy tủy là một cái gì đó xấu yeah. à. tủy có thể sinh sôi nảy nở tiếp được không thưa bác sĩ ừ. tủy nó không sinh sôi nảy nở được yeah. nó, lúc nó thành hình cái răng là nó là cái nó mặc nó là một cái bó mạch để nó nuôi dưỡng vậy đó có những trường hợp nó sinh sôi như thế này nè ví dụ nó viêm tủy người ta gọi là viêm tủy triển dưỡng nhưng mà nó là một phản ứng mãn tính nó là một bệnh lý chứ không phải là một cái một cái tốt yeah. ví dụ cái tủy nó viêm nó có hai cái trạng thái nhất nó suy nó thoái hóa nó thối rửa ra và thứ hai nó có một cái phản ứng là nó sùi lên yeah. mạch máu nó tăng trưởng lên nó cứ sùi to lên trong buồng tủy gì đó nếu nó viêm viêm mãn tính thì lúc đó là một bệnh lý gọi là, là viêm tủy nhưng mà viêm tủy ở thể không phải là teo hay thoái hóa mà viêm tủy triển dưỡng là một bệnh lý mãn tính chứ không phải là một cái cái yếu tố mà gọi là à, phục hồi hay tăng sinh là một yếu tố tốt nhưng dạ mà cái đó là mình vẫn phải lấy tủy dạ. tại vì khi mình ăn nhai mình cắn trúng nó vẫn đau và nó chảy máu nó chảy máu rất là nhiều tại vì nó là mạch máu nó tăng sinh lên mà đụng vô nó chảy máu rất là nhiều dạ bệnh về tủy răng thì có tự chữa khỏi được không thưa bác sĩ Tự chữa khỏi có nghĩa là bệnh nhân tự chữa đó hả? Dạ, hoặc là người ta hay nói là cơ thể có tiếng nói riêng rồi tự điều chỉnh vân vân. À không các bạn. <laughs> Tủy răng nó là nó là mạch máu và thần kinh ha, nó đã nhiễm vi khuẩn thì nó có cái 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 giai đoạn tiến triển bệnh của nó từ viêm cấp cho đến suy, cho đến thối rửa và đến nó phát triển bệnh lý mạnh hơn. Chỉ có bác sĩ mà bác sĩ phải hiểu và bác sĩ có chuyên môn một chút thì mới chữa được cái tủy cho mình không tự chữa có nhiều người như vậy nè nó qua giai đoạn cấp nó rất là đau ha cái sau đó nó hết đau nó hết đau có nghĩa là nó chết rồi đó nó suy nó chết nó mất cảm giác rồi hết đau nhưng mà không có phải là hết bệnh nhiều người nói ô hết đau rồi không cần chữa nhưng mà cái răng mình nó đã vỡ rồi mình quan trọng là phải có cái răng khỏe mạnh trong miệng để ăn nhai còn tủy hay gì đó các bạn đâu cần quan tâm. Các bạn chỉ biết mình có một cái răng hiện diện trong miệng đầy đủ khỏe mạnh để ăn nhai. Còn nếu nó tủy mà mình không chữa các bạn sẽ hết đau đó. Nhưng mà nó đang âm thầm nó tiến triển một giai đoạn bệnh lý khác và cái hậu quả là mình vỡ mất cái răng. Mình bị viêm cả cái xương hàm ở dưới do cái nhiễm trùng của tủy nó lan ra. Cái đó mới là cái cái vấn đề và cái đau khổ là mình mất hết răng lúc đó nó, nó vượt quá cái giai đoạn để mình chưa ở mình cứu lại được rồi nha yeah. yeah. chứ cái, cái không phải là hết đau là hết bệnh là tự chữa không phải là như vậy vấn đề đau khổ là mình cuối cùng mình mất luôn cái răng và đôi khi cái cái nhiễm trùng nó lan nó lan sang xương hàm yeah. và đôi khi nó gây viêm xương nữa trong các cấp độ về bệnh tủy răng mà bác sĩ giờ này có chia sẻ đó ừ. thì là bệnh nào là nguy hiểm và khó chữa trị nhất ạ thì tủy viêm là nhẹ nhất là của viêm tủy là nhẹ nhất mà khi yeah. bắt bạn để cái ổ nhiễm trùng nó lan hết ra ngoài xương có những người nó hủy hết cái xương hàm ở bên dưới và ổ nhiễm trùng rất là lớn ổ nhiễm lớn thì khi ổ nhiễm trùng càng nặng thì càng khó chữa và đôi khi á, nó 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 ăn ngót vô trong cái chân răng luôn yeah. cái nang nhiễm trùng nó nó lành nó tiêu ngót luôn cái chân răng thì Đôi khi nó cũng vượt quá mức, coi như mình giữ cái răng lại không cái răng mà không còn chữa được hoặc là cái ổ nhiễm trùng quá lớn mà cái thao tác chữa tủy không không có giải quyết được ổ nhiễm trùng đó, đôi khi phải bị nhổ mới để giải quyết cái ổ nhiễm trùng đó. Đôi khi phải bị nhổ răng để nạo để xử lý cái ổ viêm đó. Cái tình trạng Nếu nó gây viêm xương, người ta nói là tủy răng hoại tử đó phải không? Có sự? Ừ, tủy răng hoại tử là giai đoạn tủy chết á, hoại à. tử là chết á. Dạ, yeah, yeah. yeah. là nó sau cái giai đoạn tủy viêm á nó sẽ tiến yeah. tới cái tủy hoại tử rồi sau đó nó còn gây nên nó ổ áp xe dạ. nó còn nhiều giai đoạn phía sau nữa tủy hoại tử là một cái bước tiếp theo của tủy viêm đầu tiên nó viêm trước mình mình không chữa thì nó sẽ hoại tử nó, 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 nó suy rồi nó chết thôi cho đến hoại tử là cái chữ thối rửa dạ. nó phân hủy cái, cái mô nó ra thôi dạ. có thể chữa trị dứt điểm không ạ à? chữa thì đó thì phương pháp chữa trị chữa dứt điểm được không chữa dứt điểm là lấy tủy đó dạ. lấy tủy giải quyết những cái viêm nhiễm những cái ổ nhiễm trùng của trong tủy có nhiều phương pháp của cái 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 phần cái phần chữa tủy nó có nhiều cái nhiều cách nhiều biện pháp để chữa tủy nhưng mà chữa được, chữa được. giải quyết được dạ. à, nhưng mà tốn kém đừng có để đến giai đoạn đó tốn kém bác sĩ có thể chia Và... sẻ những cái giai đoạn chữa không nói chung là trong cái cái tủy cái cách điều trị tủy là phải lấy tủy làm gì làm cũng lấy sạch hết tủy trong cái chân răng. Dạ. Nếu các bạn để nặng nó nhiễm trùng nó ra phần xương, xương hàm, đôi khi phải giải quyết thêm cái nhiễm trùng ở đây, thì có những cái phương pháp làm sao phải nạo vét được cái ổ nhiễm trùng này. Dạ. Nếu nhỏ nhỏ thì người ta sẽ giải quyết qua đường tủy để giải quyết ổ nhiễm trùng của phần xương. Nếu ổ nhiễm trùng nó quá lớn, đôi khi phải mở, mở ngay cái phần cửa sổ xương ở dưới đó để giải quyết. Và đôi khi nếu mà nặng nữa, người ta phải cắt bớt cái chóp răng này nè. Nếu nó ổ nhiễm trùng nó dính quanh chóp, đôi khi phải cắt mất một cái gốc. Dạ. cái gốc chân răng này để mà giải quyết cái nhiễm trùng dạ. cho nên à, có nhiều phương pháp nhưng mà làm gì làm nếu đã quyết định chữa thì là cái chân răng nó còn cứng chắc ở trong xương tại mục tiêu cuối cùng của mình là có được cái răng ở trong miệng để nhai dạ. nếu để nhiễm trùng nặng quá mà nó ví dụ nó răng nó lủng lẳng nó, nó nhiễm trùng đến mức mà răng nó lung lay thì chỉ có nhổ thôi dạ. đó ngoài việc đau mà chịu không nổi nữa thì nó có những dấu hiệu nào để báo là tủy răng đang có vấn đề thưa bác sĩ? thì cái việc đầu tiên mà bệnh nhân mà bỗng dưng cái đau răng là cái mà họ đi chữa tủy là cái tủy viêm ha nó có dấu hiệu đau nhất đó. thì cái thứ hai đôi khi bệnh nhân cũng không biết đó là những ổ áp xe ở trong miệng, yeah. những ổ nhiễm trùng nó xì mũ trong miệng mà họ hay nói những cái câu là họ tưởng là nóng, nhiệt tại lâu lâu ổ cái mũ nó nhiều thì nó xì ra nó giống như cái miệng núi lửa đó dạ. nó xì ra xong nó lại nó nó xì ra cái 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 cấp cái cấp dạ. tính đó rồi cái nó nó còn cái miệng lỗ giò nó hiện diện ở đó dạ. rồi đôi khi lâu lâu nó lại nhiễm nó lại xì lên tiếp thì họ cứ nghĩ là tại tưởng là nhiệt miệng là nóng thì nó cứ xịt lên xịt xuống nhưng mà cứ mỗi lần nó xì như vậy là nó đã phá với xương nó thêm nhiễm trùng cái tiến triển ở xương một một thêm một cái diện oh. cái diện nó tiến triển rộng hơn yeah, yeah. thì nó giống như cái miệng núi lửa mà nó cứ ở đầy thì nó ung ra ngoài đó nó có những cái giai đoạn như vậy và đôi khi để lâu nữa là đôi khi nó ăn luôn cái chân răng và nó nó hư hết chưa nói chuyện mình không chữa thì cái tổ chức mô răng ở trên nè nó đã vỡ ra hết rồi yeah. đôi khi trên này nó vỡ nó vỡ không còn cái gì hết nữa nó vỡ nó sâu luôn dưới cái này thì cái như mình, mình nhổ yeah. mình mất răng yeah. Yeah khi ờ, bệnh lý về tủy răng thì nó còn dẫn đến uh, những cái căn bệnh đầu khác nữa thưa bác sĩ. Tủy răng bản chất của nó là nó gây nên cái đau răng ở đó hoặc là nhiễm trùng xương hàm. Có những người mà hỏi là tủy nói là gây những căn bệnh nó đôi khi nó gây ra cái vi mô tế bào, sưng dạ. mặt gì nè. Ha có nhiều người nó để nó xưng, nguyên một cái khối mũ hoặc là những cái có có nhiều. Có dẫn đến ung thư không? À, không. Dạ. không cái, cái chuyện đó là câu chuyện riêng dạ. cũng không 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 người ta chưa có kết luận chưa có một cái câu kết luận nào rằng bệnh lý răng dẫn đến ung thư dạ. hai, hai cái câu chuyện riêng biệt ha dạ. đôi khi có những um, bệnh nhân đôi có những cái sự cố vô tình thôi ví dụ bác sĩ chữa răng cho bệnh nhân đó có cái dấu hiệu gì đó nó không lành chẳng hạn thì đi khám kỹ hơn thì phát hiện ra ung thư xương hàm hay gì đó dạ. thì bệnh nhân mới đổ thừa là tại bác sĩ mà tôi bị ung thư nhưng mà thực ra không phải là vậy một dạ, yếu tố tiềm ẩn nó nằm trong đó rồi vô tình qua cái răng mình phát hiện ra cái ung thư chứ dạ. không phải là chữa răng gây ra ung thư. Dạ. À. Dạ. À, trong các cuộc trò chuyện thì em thấy là bác sĩ rất quan tâm đến việc chăm sóc răng cho trẻ em. Ừ. thì đối với tủy răng thì nên được chăm sóc từ giai đoạn nào và chăm sóc như thế nào ạ? Ừ. Thì các bạn biết rồi tủy răng nó nó nó, nó là cái lõi nó nằm tiếp bên trong của răng lận. Bây giờ muốn nó đừng nó bị ảnh hưởng thì mình phải bảo vệ bảo vệ cái vỏ và để bảo vệ cái này thì cách đơn giản duy nhất là chải răng thôi. Có nghĩa là tóm lại đừng để bị sâu răng Mà nếu có sâu răng rồi thì đi chữa sớm Chữa sớm bằng cách mình đi khám răng định kỳ Hay là tập một cái thói quen chăm sóc răng miệng hàng ngày sớm Thì để mình phát hiện ra sâu răng sớm Để mình bảo vệ lấy cái lớp men này nè ha Hoặc là uống nước mà nóng lạnh Thấy bút buốt là lo đi khám răng liền đừng để nhớ Hoặc thấy cái miệng hôi hôi hay bị dắt thức ăn kẽ giữa các răng tự nhiên cái thấy dắt dắt thức ăn cái vệ sinh kỹ lắm mà sao thức ăn nó cứ dắt đó là có sâu răng rồi đó là lo mà đi yeah. chứ mình đừng có để là bỗng dưng một ngày cái nó nhức quá trời nhức lúc đó mới đi là đã, đã đã xong rồi đó hoặc là một lúc nào đó tự nhiên cái răng em mới cắn gì đó nó vỡ ra là thực ra nó tiềm ẩn ở bên trong rồi đó đôi khi tỷ có những cái cái hiện tượng mà hay lặp lại trong miệng như cái ổ mũ sưng lên xẹp xuống thì đi khám chứ không phải là nhiệt miệng đâu yeah nhiệt miệng thì nó 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 kèm theo những cái đau rát tại chỗ, yeah. còn cái 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 áp xe này sưng lên sưng xuống á là nó nó hiện nó mãn tính rồi, không phải là nhiệt miệng nên đi khám. Có những cái lỗ giò ở trong miệng đó thì mình nên đi khám. Dạ. Yeah. Em thì xe. phải nhờ vào phụ huynh thôi. Phụ huynh thì chăm sóc. Mặc dù có nhiều phụ huynh nói rằng là nó tự đánh răng nhưng mà trẻ nó không có nó không có làm chủ hết cái, cái thao tác của mình đôi khi nó thuận một phần hàm nào đó nó chỉ sạch một khúc nào đó thôi nó không thuận hết các thao tác cho nên phụ huynh phải quản lý cách chải răng của con em mình cho tới người ta nói khói tới khoảng 8 tuổi là nó đủ để nó hiểu nó chăm sóc như thế nào đó và phụ huynh cũng học cách chải răng cho trẻ con chải răng cho trẻ con nhiều người nói tôi chải hoài mà nhiều khi nó sâu nát hết luôn tại trẻ con cái miệng nó nhỏ lắm đôi khi phản xạ là nó hả ra thì cái môi nó đã khép lại cái phía ngoài cho nên phụ huynh không có chảy được bề ngoài cho nên đôi khi ở trong thì nó đẹp đó nhưng mà hả ra nghe răng ra là nó súng hết trơn luôn cho nên phụ huynh phải học cách chảy răng của con có thể là đến bác sĩ để bác sĩ để hướng dẫn cho cái cách chảy răng cho trẻ như thế nào cho 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 thuận lợi còn nếu con em mình có triệu chứng mà nó ăn nó hay dắt thức ăn mà nó hay than phiền là phải đi khám bác sĩ tại vì răng sữa đôi khi nó thưa lắm Thưa, nó thưa nó nó, ăn nó dễ nhét thức ăn lắm nếu mà mình không có khéo trong khâu vệ sinh thì nó sẽ làm sâu kẽ giữa các răng với nhau và răng sữa rất dễ bị tổn thương tủy răng tại vì cái men răng sữa nó cũng nó nó mỏng và nó mềm lắm cấu trúc răng sữa nó mềm lắm nó rất là dễ tổn thương tủy răng và buồn tủy của răng sữa nó rộng lắm nó nó rộng nó to hơn to hơn là răng con nít là cái gì nó cũng rộng nó cũng mềm ấy đó cho nên răng sữa rất là dễ tổn thương và nó răng nó nhỏ 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 nữa cho nên nhờ vào phụ huynh phải chăm sóc và để ý đến con em mình thôi và dạ. dạy cho nó một cái thói quen vệ sinh hàng ngày nhiều khi để cho trẻ nó đánh răng nó có thói quen răng cũng cả một vấn đề đó nhiều phụ huynh nói nó không chịu chảy răng hoặc đưa vô nó nó không cho đưa bằng chảy vô rồi cứ chiều con để vậy là nó nó làm là hại con á cho nên phải ăn uống biết. bổ sung chất nó có liên quan gì tới việc tủy răng không thưa bác sĩ ừ để cho vấn đề là ăn uống các ăn uống đầu tiên nếu mình ăn uống đầy đủ thì cái men răng này là cái nơi mà hấp thụ chất đầu tiên nè. À. Yeah. À, có Cái men răng cứng chắc, men răng cứng chắc thì nó sẽ giúp cho một cái răng chắc khỏe và nó sẽ bảo vệ được tủy răng. Yeah. Đương nhiên cái răng mà có tủy răng nuôi dưỡng đàng hoàng nó lớn lên một cách khỏe mạnh thì cái răng đó cũng chắc khỏe hơn. Yeah. Ha. Nhiều cái răng nó bị suy tủy vì nó bị thoái hóa tủy thì đó thì nó luôn luôn có cái phản ứng cắn nó cũng cũng có vấn đề hoặc nó ê hoặc nó nó sẽ yếu hơn chung yeah, yeah. một cái tủy răng khỏe mạnh thì nó luôn luôn cho một cái răng tươi tắn, trắng sáng đẹp còn một cái răng chết tủy là răng nó trở nên tối màu nó đen lắm dạ yeah, bác sĩ có điều gì băn khoăn cần chia sẻ thêm không ạ à? thì như vậy thường đa số bệnh nhân họ không thích đi làm răng không ai muốn gặp bác sĩ làm răng hết cả nhưng bắt họ phải đi họ không muốn nhưng mà họ phải đi đó là vấn đề của sâu răng mà gây tổn thương đến tủy răng làm cho họ đau nhất không chịu được đó và cái việc đôi khi nó đến lấy tủy họ cũng dị ứng lắm họ tưởng tượng lấy tủy là cái gì nó ghê gớm nó 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 đau lắm mà nó phiền lắm tại vì lấy tủy đôi khi phải đi lại nhiều lần rất là tốn tiền đó thì đôi khi họ muốn nhổ đi nhổ đi tôi không chữa đó thì đơn giản là họ đang có nhiều cái răng họ nghĩ mất đi một cái không ảnh hưởng gì hết yeah. nhưng mà thường không nên thường mình cũng không chiều bệnh nhân giải thích cho họ tại vì bây giờ nó nhiều người rất là tốn tiền cả mấy chục triệu để đi cắm một cái implant để cắm lại được cái răng thì bây giờ tốn mấy triệu để chữa lại giữ lại được cái răng thì vẫn khuyên họ nên giữ tại vì răng nó luôn luôn có chức năng cho cả cuộc đời chứ không phải cho một ngày hai ngày yeah. ha? và nên khuyên họ là nên chăm sóc răng và nếu lỡ có sâu răng tổn thương đến tủy thì nên giữ lại để có thêm một chiếc răng ăn nhai yeah. à, và chữa tủy không phải cứ chữa hết đau là thành công không phải là như vậy chữa tủy là phải chữa cho đúng cách phải làm cho sạch sẽ ống tủy và trám trám sau khi chữa tủy phải trám lại cái răng cho đàng hoàng trả lại cái răng về đúng cái hình ảnh giải phẫu của nó hoặc là phục hồi nó lại bằng cách nếu cái răng nó vỡ quá lớn rồi cái tổn thương nó vỡ quá lớn cái cấu trúc răng còn lại nó rất là yếu nó không thực hiện chức năng ăn nhai được yeah. thì mình phải bọc nó lại bằng một cái mão răng một cái mão sứ hay một cái mão kim loại hay là nói chung là mình phải phục hồi lại cái răng với một cái, cái vật vật liệu cứng chắc để nó thực hiện chức năng ăn nhai chứ đừng có nghĩ rằng đôi khi bệnh nhân cũng đến nhiều nơi cũng nói lấy tủy rồi rồi trám lem nhem lem nhem rồi họ nghĩ là xong rồi rồi để vài tháng hoặc vài năm sau cái răng nó vỡ nó tắt vỡ hết không còn cái gì hết dạ. thì họ sẽ giữ cái quan niệm ôi lấy tủy đằng nào nó cũng hư à tốn tiền mà cũng đằng nào cũng hư à thôi nhổ luôn cho tôi đi dạ. là không phải như vậy ha khi đã điều trị tủy thì mình có ý thức mình phải phục hồi lại cái văn trọn có hình ảnh ban đầu nguyên vẹn ban đầu để nó thực hiện lại một chức năng khỏe mạnh làm đúng thì các bạn sẽ xài cái răng được cả đời dạ yeah. dạ thưa bác sĩ thấy nhiều người cũng nói là tôi trẻ răng kỹ lắm ngày đánh hai ba lần là, à. là sao vẫn bị sâu răng dạ yeah. cái câu hỏi này rất là nhiều người hỏi và nhiều người thắc mắc và cũng nhiều người bị thì các bạn biết răng thì nó có nhóm răng phía trước nhóm răng tiền hàm và nhóm răng hàm nhóm răng ở trong nhất là những cái răng ở trong cùng nhiều người có những cái răng khô mà để giữ lại không muốn nhổ tại nó mọc thẳng được nhưng mà cái vấn đề á chải răng là một cách để bảo vệ răng nhiều người nói tôi chải răng hoài nhưng mà mình phải quản lý được mình chải răng mình có chải sạch được những cái kẻ răng hay không đó vấn đề thực ra chải răng các bạn chỉ cần quản lý được cái kẻ giữa các răng và cái vùng tiếp giáp giữa răng với núi chúng ta quản lý được hai cái vùng này sạch thì cái hàm mặt nghiêng những cái chỗ khác của răng nó sẽ sạch đôi khi mình lo mình chải những cái mặt răng nó rất là trắng bóng đôi khi phải mòn luôn nhưng mà cái kẽ giữa các răng mình không mình không kiểm soát được nó thức ăn nó động ở đó và nó gây sâu răng nhất là mặt trong đôi khi mình chải mặt ngoài ở mặt trong mình không mình không có thuận tay mình không để ý cho nên thức ăn nó động đó lâu ngày rồi nó làm nó làm hư dần tiếp bên trong cho nó luồn vào trong cho đến lúc nào đó mình nói thứ nhất tự nhiên cái nó răng nó nhức quá trời nó lan nó lan tùm lum hết rồi thứ hai là tự nhiên thấy hôi miệng hôi miệng nói em chảy kỹ mà hôi miệng thì thường bác sĩ khám ví dụ có những bệnh nhân nói là sao em ê quá ê hầm dưới nha ê dữ lắm mà em chảy kỳ lắm bác sĩ khám hầm dưới cũng thấy cái răng tốt không có gì hết nhưng mà quay ngược lên trên một cái răng nó bọng nó bọng mà nhìn bên ngoài nó rất đẹp nhìn bên ngoài không thấy gì hết nhưng mà ẩn từ trong cái kẻ răng ha nó đã phá một cái hốc to và nó đã vào tủy rồi lúc đó nó là gây nên cơn đau thần kinh và mình có cái dây gọi là dây thần kinh sinh ba yeah. nó đau hầm trên mình có cái gốc của dây thần kinh đây nó nó tới đây dây thần kinh ha nó tới đây nó chia làm ba nhánh một nhánh nó lên mắt một nhánh nó lên hầm trên một nhánh nó xuống hầm dưới cho nên đôi khi mình đau cái răng hầm trên nhưng mà nó lại đau hầm... mình bị cái răng hầm trên mà nó lại đau cái hầm dưới yeah. đó nếu mà cứ than đau răng dưới mà hầm khám gì hết thì quay ngược lên trên chắc chắn có một cái răng sâu mà cái răng đó đôi khi nó ẩn tiếp bên trong nó rất là đẹp hình ảnh bên ngoài nhưng mà ở trong nó đã bụng hết rồi rất là nhiều người bị như vậy cho nên khi chảy răng mình để ý là cái kẻ giữa các răng bây giờ làm sao làm sạch kẻ răng thì đôi khi có những cái mình phải dùng cái chỉ nha khoa dạ. mình mới lấy được cái thức ăn dắt nha các bạn chỉ nha khoa để lấy những thức ăn nó dắt giữa kẻ răng nhưng mà cái hốc giữa hai cái răng chỉ không giải quyết được thì bây giờ phương tiện bây giờ nó có những cái bàn chải dành cho kẻ răng để chải giữa kẻ cắt răng yeah. thì mình mới giải quyết được đó nhiều người lớn nú nó tụt giữa cắt răng nó hay có những cái khe thưa những cái hốc thì phải dùng cái bàn chải kẻ răng thì mới làm sạch được cái chỗ đó và đôi khi khi mình khi mà giả sĩ bác sĩ sẽ chữa và đôi khi mình thu hẹp lại cái khoảng cách đó để cho nó bớt dắt thức ăn cho bệnh nhân yeah. thì cũng giải quyết được cái vấn đề đó nhưng mà bây giờ phương tiện để chăm sóc răng rất là nhiều Không phải chỉ có cái bàn chải đó không thôi à, Ngoài chải răng, máy tăm nước, chỉ nha khoa, những bàn chải kẻ Bàn chải kẻ nó có nhiều sai lắm để cho nhiều cái, cái, cái lỗ hỏng Chứ không phải cái, cái, cái bàn chải nào cũng thọt vô được những cái lỗ hỏng đó Đôi yeah. khi mình cố tình mình chọc mình làm hư nú, làm tổn thương nú yeah. Cảm ơn bác sĩ Dạ, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều Bởi vì đã dành thời gian đến với chuyên đề sức khỏe gia đình thông qua những câu hỏi về tủy răng thì chúng em được biết thêm những cái mối liên quan của tủy răng men răng và cách bảo vệ răng rất mong là gặp được lại bác sĩ trong những chương trình tiếp theo cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay và cũng cảm ơn duy thủy đã cho mình có cơ hội ngồi đây được chia sẻ với mọi người và hy vọng nó sẽ đem đến điều gì đó cho tốt cho mọi người trong quá trình chăm sóc răng miệng của mình cảm ơn bác sĩ vâng kính thưa quý vị chúng ta vừa gặp gỡ bác sĩ Maria Madalena Nguyễn Kim Thị Tuyết Dung chuyên khoa răng hàm mặt trong chủ đề bệnh lý tủy răng và cách bảo vệ tủy răng hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã đem lại cho chúng ta rất nhiều kiến thức để chăm sóc răng không cần phải đợi tới lúc mà cơn đau nó nó hiện diện rồi thì chúng ta mới đến gặp bác sĩ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau